các thính giả yêu quý của CMB Radio. Trung thu được coi là Tết thiếu nhi, các em nhỏ rất mong đợi được đón Tết này vì được người lớn tặng đồ chơi, thường là đèn ông sao, mặt nạ, đèn kéo quân, súng phun nước, rồi bánh nướng, bánh dẻo. Vào ngày này, người ta tổ chức bày cỗ, trông trăng. Thời điểm trăng lên cao, trẻ em sẽ vừa múa hát, vừa ngắm trăng phá cỗ. Ở một số nơi, người ta còn tổ chức múa lân, múa sư tử, múa rồng để các em vui chơi thỏa thích. Khi phố hàng mã ngập tràn đồ chơi nhiều màu sắc, thu hút những ánh nhìn rạng rỡ, vui tươi của các em bé háo hức đón Tết Trung Thu bên gia đình, thì ở đâu đó trên đất nước cũng có những ánh mắt đau đáu, mong đợi được ngắm đèn ông sao năm cánh và dạo rực tiếng trống múa lân. Khi các ông bố, bà mẹ rộn ràng chuẩn bị mâm cỗ thịnh soạn cho những đứa con bé bỏng, thì ở đâu đó trên đất nước chúng ta cũng có những tấm lòng tình nguyện tạm gác lại mọi niềm vui, bận rộn, lo toàn cá nhân để hướng về những ánh mắt đang mong chờ ấy. Bởi họ biết chỉ một hành động bé nhỏ cũng đủ làm xoa dịu hàng trăm trái tim non nớt, tổn thương đang phải từng ngày kiên cường chiến đấu với số phận. Chính vì những lẽ bình dị đó, chiều ngày 19 tháng 9 năm 2015, các tình nguyện viên câu lạc bộ Hoa Đá Nhân Văn đã có mặt tại trường phục hồi chức năng Tiên Lữ, Hưng Yên để trao nụ cười, niềm tin, sự ấm áp và những món quà tình thương, ý nghĩa đến hơn 150 trẻ em khuyết tật tại trường, với hy vọng các em sẽ có thêm một kỷ niệm về Tết Trung Thu ấm áp tình người, rộn ràng tiếng cười. Để có thể thực hiện được chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa này, ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã chuẩn bị trong vòng một tháng với việc lên kế hoạch xin tài trợ và chuẩn bị những tiết mục văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn, cũng như các món quà ý nghĩa cho các em. Hoạt động thiện nguyện nào cũng thế, cũng sẽ vấp phải những khó khăn, những rào cản. Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Thế Lịch, chủ nhiệm câu lạc bộ Hoa Đá cho biết, khó khăn lớn nhất của đội là xin kinh phí tài trợ chương trình. Vì thời gian gấp rút nên mọi thứ đều phải được thực hiện khẩn trương. Khó khăn thứ hai là về vấn đề lên ý tưởng và tập dượt các tiết mục văn nghệ. Do có rất nhiều ý kiến khác nhau nên ban chủ nhiệm đã rất khó khăn để đưa ra một ý kiến thống nhất. Nhưng vượt qua những điều trở ngại đó, câu lạc bộ đã đem đến niềm vui thật sự lớn lao và ý nghĩa dành cho các em khuyết tật tại trường phục hồi chức năng Tiên Lữ. Bạn Vũ Thị Nhung, thành viên câu lạc bộ Hoa Đá cho biết. Mình thật sự rất vui khi góp một phần nhỏ bé vào chương trình ý nghĩa này. Những món quà mà chúng mình chuẩn bị tuy là nó nhỏ bé nhưng mà chở đầy tấm lòng chân thành của chúng mình. Hy vọng là sẽ mang đến nụ cười cho các em nhỏ tại trường. Tuy lúc đầu thì mình còn hơi dè ngại nhưng mà khi chúng mình trang trí sân khấu, thổi bóng bay hay là bày mâm ngũ quả thì các em cũng chạy đến háo hức làm cùng. Nó khiến cho mình cảm thấy rất vui, với cả như hòa nhập hơn với các em ấy nữa. Các tiết mục văn nghệ, múa lân, những màn ảo thuật rất đặc sắc đến từ ảo thuật gia Minh Đức đã làm cho không khí của đêm rằm càng sôi động. Các ca khúc được cất lên đầy trìu mến từ những tâm hồn đồng điệu gắn kết với nhau bằng nghĩa cử cao đẹp đáng trân trọng. Các tiết mục văn nghệ của các em nhỏ tại trường không chỉ là lời tri ân sâu sắc đến ban tổ chức chương trình, các nhà tài trợ, các bậc phụ huynh, thầy cô đã tạo điều kiện để các em có cơ hội được thể hiện mình và thực hiện những ước muốn nhân văn đẹp đẽ. Nó còn là lời nhắn nhủ ân cần, sâu sắc đến những trái tim không đủ đầy hạnh phúc tại trường phục hồi chức năng Tiên Lữ nói riêng, đến tất cả các em bé kém may mắn đang từng ngày phải cố gắng gấp đôi, nghị lực gấp đôi để sống đẹp, sống trọn vẹn với đời bằng chính những khiếm khuyết của bản thân mình. Chủ nhiệm câu lạc bộ xúc động chia sẻ. Cái niềm vui lớn nhất đó là mình được tạo được cái sự thành công trong một cái chương trình. Cái thứ hai nữa là đem lại nụ cười cũng như là đem lại niềm yêu thương đến với các em nhỏ đang gặp nhiều cái hoàn cảnh khó khăn tại trường phục hồi chức năng Tiên Lữ đấy. Và cái điều mà mình sau mỗi một cái chương trình là nó để lại một cái kỷ niệm đáng nhớ nhất, đó là khi mà được nhìn thấy các em cười nói, được tham gia các tiết mục văn nghệ cùng với các anh chị sinh viên. Và có một em
để lại cho mình ấn tượng nhất, đó là em ấy có hỏi mình rằng là các anh chị ơi, các anh chị tổ chức như thế này thì sang năm các anh chị có đến tổ chức cho bọn em nữa không này, em nhớ bố mẹ lắm này, em mong muốn là Trung thu này em được bố mẹ đón về cùng này. Đấy, đấy là một cái kỷ niệm mà trong cái chương trình này mình ấn tượng nhất đối với một em nhỏ. Em ấy trong khi đó mà lúc đấy là mình rất là bận trong cái khâu tổ chức, nhưng mà các em vẫn tiến gần lại mình và để hỏi những cái câu hỏi rất là hồn nhiên và ngây thơ như thế. Vâng, những hành động nhỏ, những niềm vui lớn, câu lạc bộ Hòa Đá thật sự đã mang đến niềm vui, hạnh phúc và hy vọng, tuy đơn giản nhưng ngập tràn yêu thương đến các em nhỏ kém may mắn của trung tâm. Chả thế mà các em tíu tít hỏi, năm sau các anh chị có về với chúng em nữa không? Câu hỏi ấy tràn chứa hy vọng, nhưng cũng chất chứa nỗi buồn khi phải chia tay các anh chị đã mang đến thật nhiều bất ngờ cho mình. Chúng ta có thể tưởng tượng ra ngay lúc này là những gương mặt chứa tràn niềm vui và hạnh phúc của các em nhỏ kém may mắn. Hy vọng rằng các em sẽ thật mạnh mẽ để chiến thắng bản thân, chiến thắng số phận của mình. Và hy vọng rằng câu lạc bộ Hòa Đá Nhân Văn sẽ còn trở lại với các em, và hơn thế nữa là thực hiện nhiều hơn những hành trình chở đầy ước mơ và niềm vui này đến nhiều nơi kém may mắn.